bão đa cấp liên kết Việt đi qua, để lại những giọt nước mắt, tủi nhục. Mất hết cả chồng, mất hết cả con, cả cháu, mất hết họ hàng anh em. Tức tuổi. Nhà tớ là còn là thằng cu lắm, bại liệt, lần đấy khổ lắm. Nước mắt chảy ngược vào trong. Hối hận cũng đã muộn màng. Những giọt nước mắt phía sau cơn bão. Xin kính chào quý vị khán giả. Người tan cửa nát nhà, người đeo thêm gánh nặng nợ, người muốn kết liễu đời mình, người thậm chí đã mất mạng vì không chịu nổi cơn sốc quá lớn. Và còn biết bao hoàn cảnh éo le khác mà 60.000 con người tại 27 tỉnh thành đang gánh chịu chỉ vì đã tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp lừa đảo liên kết Việt. Bộ sậu liên kết Việt giờ đang ngồi phía sau song sắt trại tạm giam trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng phía bên ngoài song sắt ấy là số phận của 60.000 con người, 60.000 gia đình đang lao đao. Sau khi cơn bão đa cấp lừa đảo quét qua, những gì còn lại là những số phận bi đát, những giọt nước mắt ám ảnh. Tất cả sẽ có trong tiêu điểm hôm nay. Tôi là Thu Hương và người cùng trò chuyện với tôi là tiến sĩ khoa học Đoàn Hương. Một tuần sau khi báo chí đưa tin về việc khởi tố vụ án chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam hay liên kết Việt, nhiều người mới vỡ lẽ là không còn nghi ngờ gì nữa, mình đã bị lừa. Giấc mơ đổi đời chẳng còn đâu, chỉ còn biết dắt díu nhau đi tìm lại được số tiền mình đã chót bỏ vào đa cấp. Trụ sở chính của công ty liên kết Việt tại Hà Nội giờ đã cửa đóng then cài. Hoang mang, chẳng biết làm gì nữa. Những người này kéo nhau ra quán nước gần đó, bàn cách đòi tiền. Từ già đến trẻ ở đây, mỗi người một hoàn cảnh. Nhà tớ là còn thằng cu nó bị bại liệt, lần đấy khổ lắm. Bà cụ này gần 90 tuổi. Tất cả tiền ki cóp cả đời, tiền con cháu cho, bà đều đổ hết vào liên kết Việt. Giờ mất trắng, bà chỉ còn biết khóc. À, tôi bỏ vào đấy 100 triệu thì chị bảo khổ. Khổ lắm. Đòi thì không đòi được. Thỉnh thoảng lại lên công ty ngồi vớ va vớ vẩn thế. Còn những người này cố giấu nước mắt vào trong. Chỉ còn cách làm đơn trình báo công an. Hy vọng sẽ được trả lại phần nào khoản tiền đã chót nộp vào liên kết Việt. Hy vọng cuối cùng của họ là sự nghiêm minh của pháp luật. Cụ bà gần 90 tuổi, rồi người phụ nữ có con bệnh tật, cơn bão đa cấp biến tướng dường như không từ bất cứ ai. Nhưng mất tiền vẫn chưa phải là tất cả. Nhiều người, họ không chỉ trắng tay mà còn trắng cả tình thương ruột thịt. Giữa đồng không mông quạnh, khó có thể tưởng tượng đây là nơi sinh sống của một người phụ nữ. Chỉ cách đây vài tháng thôi, nó chỉ là một cái chuồng vịt. Ở trên kia chỉ có hai cái nhà, hai gian nhà nhỏ thôi, để hai vợ chồng sinh sống thôi. Thế nhưng giờ ông ấy đuổi không cho ở. Từng có một gia đình hòa thuận, nhưng bi kịch đã đến với bà Hiền từ khi bà bị dính vào cơn bão đa cấp mang tên liên kết Việt. Vay ngân hàng 86 triệu đồng đổ vào đa cấp, những mong kiếm được chút tiền dưỡng già. Thế nhưng, sau chưa đầy 2 tháng, thủ đoạn lừa đảo của liên kết Việt bị phát giác. Xót xa vì mất tiền, nhưng bà xót xa hơn khi bị chính những người thân yêu nhất ruồng bỏ. Con trai cô như thế là bảo cô bị lừa rồi, cô không nghe con. Như thế cô tự ý cô làm. Cô tự ý cô làm này thì mẹ phải chịu hậu quả. Vì liên kết Việt cho nên tôi mất hết cả chồng, mất hết cả con, cả cháu, mất hết họ hàng anh em người ta khinh bỉ. Không còn chỗ bấu víu, nhiều đêm dằn vặt trong cô đơn, giá lạnh. Người đàn bà này nhiều lúc nghĩ quẩn.
Cô cảm thấy như thế này, lúc rời có khi thôi liều chết thì chết thôi. Chứ cô nghĩ cô khổ cả đời cô có bao giờ khó như thế này đâu. Ngọn lửa tham vọng ngày nào, giờ lại là ngọn lửa thiêu rụi mọi niềm hạnh phúc của người đàn bà này. Bây giờ thì chả còn cái gì để mà sinh sống đây này, chứ chưa nói chết đi cũng không được. Còn nợ nần này chết đi làm sao được. Vâng, thưa tiến sĩ khoa học Đoàn Hương, không phải lần đầu tiên người ta nói về các vụ lừa đảo trong đa cấp, nhưng mà tại sao vẫn còn quá nhiều người họ lao vào đa cấp như con thiêu thân vậy? Vâng, đây là một cái vấn đề tâm lý mà theo phân tâm học đã giải thích là trong một con người và trong một xã hội là nó có cái vấn đề vô thức và có ý thức. Không những bọn đa cấp mà trước đây chúng ta có nhiều vụ vỡ hụi, rồi vỡ họ rất là lớn đã từng lên TV và đã từng ám ảnh các làng quê Việt Nam với những tấn bi kịch khủng khiếp như thế này. Nhưng mà phải nói rằng là những cái bọn lừa đảo ấy nó đã đánh vào cái phần vô thức của con người. Là cái dân tộc phương Đông của chúng mình, các dân tộc châu Á và đặc biệt là trong đó có Việt Nam, là con người ta luôn mơ về một thế giới ảo vọng. Và người ta nhìn về cái thế giới để tồn tại. Nếu ta phân tích nguyên nhân sâu xa thì thực ra đó, ở thế giới vẫn nhận xét con người châu Á, trong đó có Việt Nam, là những con người rất là mê tín. Vậy thì cái mê tín và ảo vọng xuất phát từ đâu? Từ xã hội tiểu nông nghiệp lạc hậu của chúng ta. Cái xã hội tiểu nông manh mún và chia cắt làm cho người ta mang một cái ảo vọng rằng có thể đổi đời bằng những cơ may. Vì thế người ta sẵn sàng xả thân, cướp lấy một tờ ấn đền trần, cướp lấy một cái phết để mang một niềm vui hoan hỉ quanh năm, một niềm vui rất là tội nghiệp. Và đa cấp cũng thế, nó đánh thẳng vào cái vô thức, cái lòng tham ở con người và sự thiếu hiểu biết của con người. Vâng, bạo đa cấp không từ bất cứ một ai. Nó lợi dụng sự cả tin, lợi dụng khát khao làm giàu của nhiều người cả đời chưa từng bước ra khỏi lũy tre làng. Rồi khi cơn bão đi qua, để lại cho họ một sự hoang mang, bế tắc. Vợ tàn tật hơn 7 năm nay, con mới lên 7, lại thêm mẹ già mù lòa cần nâng giấc. Việc lớn bé trong nhà cũng đến tay người đàn ông này. Bây giờ nay thiếu cái này, mai thiếu cái khác. Thế thì tiền sắm sửa phải chắc chiêu lắm. Bốn miệng ăn, nhà anh Hiền trông cả vào chiếc xe kéo tự chế. Nhưng việc anh kiếm được thì bữa được bữa cái. Có khi 5-6 ngày không được chuyến nào. Sẽ chẳng bao giờ anh Hiền quên đi cái ngày vay tiền để đổ vào đa cấp Liên Kết Việt, những mong kiếm một chiếc phao cứu sinh cho cả gia đình. Tiền lãi từ Liên Kết Việt càng ngóng càng mất hút, nhưng lãi ngân hàng thì vẫn cứ phải trả đều. Điện bao nhiêu lần, lúc đầu còn nghe, về sau còn không nghe máy nữa. Nghe tin các lãnh đạo trong Liên Kết Việt bị bắt, biết mình bị lừa, anh chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay. Thương nhất là đứa con bé bỏng. Con nó ngoan lắm, biết là cái này đòi sữa, cứ xem TV đấy, cứ Milo đấy, cao lớn ấy, để con đá bóng này, con thấy một thì giờ 7.000 mà nọ cơ hộp ấy, con ăn 5.000 xôi thôi, con uống sữa thì không được no đâu. Thế thì mong, cứ là mong như vậy thế. 100 triệu là số tiền anh Hiền đã vay để đổ vào đa cấp. Nó đổi được hàng chục nghìn hộp sữa cho con anh. Giá như không có những cơn bão đa cấp, sẽ bớt đi những đứa trẻ khát sữa, sẽ bớt đi những người vợ bệnh tật không được chữa trị, sẽ bớt đi những nếp nhà túng bấn. Đã có những giọt nước mắt tức tưởi, tủi nhục, có những giọt nước mắt bất lực. Nhưng đều có một điểm chung, đó là những giọt nước mắt của những người đã ném tiền vào đa cấp. Và còn những giọt nước mắt nào khác? Chị không lên làm cái bất kỳ một công ty đa cấp nào. Ở nhà làm công việc bình thường còn hơn. Không nên như thế này đâu ạ. Đừng làm cái gì sợ pháp luật nữa. Vâng, thưa tiến sĩ khoa học Đoàn Hương, vậy cần làm gì để giải quyết cái vấn nạn này?
Thứ nhất là chúng ta vừa nhìn thấy trên màn hình những giọt nước mắt cá sấu của những kẻ gây ra 60.000 tấn bi kịch. Và những tấn bi kịch chưa kết thúc. Vì vậy, tôi đề nghị pháp luật nghiêm trị những kẻ đã gây ra tội ác. Đó là vấn đề thứ nhất. Tất cả mọi người đều khát khao cần phải nghiêm trị để cảnh tỉnh và cảnh báo kẻ khác. Thứ hai là những người đã mắc thì có lẽ nên xem đó là học phí và cố gắng đi qua cơn bão này. Và phải chấn chỉnh lại con người của chính mình. Và các bạn nên nhớ rằng con người ta chỉ có thể làm giàu bằng chính bàn tay, sức lực và trí tuệ của mình. Các cụ ngày xưa đã nói, giàu đâu đến kẻ ngủ trưa hay đâu đến kẻ say sưa tối ngày. Chỉ bằng một cái lao động khắc khổ, cần cù và chuyên nghiệp thì chúng ta mới giữ được cái của cải mình làm được và mới phát triển được xã hội. Và tôi cũng nói thêm rằng cái bẫy lừa đa cấp nó rất nguy hiểm ở chỗ là họ đã dùng cả những cò mồi là họ hàng với nhau. Cái liên kết ở trong cái xã hội Việt Nam chúng ta chủ yếu liên kết họ hàng và đã đưa đến vấn đề đấy. Và thứ hai đưa những cái lãi rất ảo. Tôi cũng đề nghị tất cả các khách truyền hình hãy cảnh tỉnh rằng theo cái luật kinh tế chúng ta chỉ có thể tính năng suất của xã hội bằng lãi suất ngân hàng. Và nếu như cái lãi suất ấy quá cao tới 4.800% như là liên kết Việt. Liên kết Việt đã đưa ra là một cái ảo mộng và lừa đảo khủng khiếp, các bạn cần phải rất là tỉnh táo. Xin được cảm ơn tiến sĩ khoa học Đàn Hương đã tham gia chương trình của chúng tôi. Ước mơ làm giàu là chính đáng, nhưng nếu làm giàu mà không dựa trên nền tảng lao động chân chính thì giấc mơ đó chỉ là ảo mộng, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Còn bao nhiêu con người vẫn đang u mê, vẫn đang bị hút vào vòng xoáy đa cấp lừa đảo. Liệu họ có thể kịp rút chân ra trước khi quá muộn? Rất mong quý vị hãy chia sẻ đến những con người đó những câu chuyện thấm thía với các số phận trong chương trình hôm nay.